Hello Lù xin mến chào các bạn hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn biến tập 1103 One Piece. Kaku chạm mặt với Zoro gáp tới đảo đầu lâu giải cứu Kobe ở diễn biến cuối tập trước. Đột nhiên đèn báo vang lên hệ thống bảo vệ của vòng cực đã tắt khiến cho CP không bên dưới bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn là bên trên Saka không biết tại sao vòng cực đã bị ai đó vô hiệu hóa. Kaku cho rằng đây chính là cơ hội nhưng Lucy thì nghĩ đó chính là một cái bẫy vì sự cố này quá trùng hợp. Kaku thấy Lucy đã nghĩ quá nhiều nên bay lên thử. Kết quả khi bay lên bên trên thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Lucy thấy vậy thì nghĩ chắc chắn tính mạng Vegapunk đang gặp nguy hiểm. Bất ngờ Stussy phát hiện thuyền Sunny và có cả robot cũng đang ở đây. Lucy giờ mới hiểu tại sao không thấy nó ở bên dưới giờ hãy phá hủy nó là xong. Ở ngoài khơi trên một chiến hạm khỉ vàng nhận được thông báo băng mũ rơm đã đồng minh với Vegapunk. Khỉ vàng cho rằng nếu chúng có liên minh thì cũng sẽ không thoát được tay của lão. Thế là Khỉ vàng bắt đầu thực hiện kế hoạch huy động mọi tàu chiến ở gần tới SG ngay. Bên kia khi phát hiện tàu Sunny thì Lucy liền muốn phá hủy Kaku liền bay lên và nói để cho tôi chỉ cần một đòn là xong. Bên dưới Zoro đang nằm ngủ quá cần câu mà không hay biết còn Brock thì đang dọn dẹp bên trong. Kaku bên ngoài bắt đầu xoay chân như nhảy hip hop và tung ra một cú đá ánh sáng Sky Slicer về phía thuyền Sunny. Trên thuyền Zoro đang thổi bong bóng thì bất ngờ mở mắt ngồi dậy. Nhanh như các Zoro rút thanh kiếm lao tới chém tan luồng ánh sáng đó khiến Kaku và hai người kia rất bất ngờ. Màn khói tan đi Zoro tức giận nói thẳng chết tiệt nào phá giấc ngủ chưa của ta vậy. Lúc này nhìn kỹ lại Kaku mới giật mình khi gặp lại kẻ thù xưa Zoro Zoro. Zoro cũng nhớ lại trận chiến chạm tráng đầu tiên với Kaku lúc trước. Thì ra ngươi là tên hưu cao cổ cp chín lúc trước ta không biết ngươi tới đây để làm gì. Nhưng nếu muốn phá hủy thuyền của ta thì ta sẽ chém ngươi. Lúc này bên dưới vòng cực đã bắt đầu khởi động trở lại. Bang 04 nói với Saka tôi đã kích hoạt lại vòng cực nhưng CP không đã vào được bên trong. Saka bất ngờ nổi giận chết tiệt quá muộn rồi chúng đang nhắm vào thuyền của băng mũ rơm. Bang 04 nói đúng như vậy chúng đang giao chiến với Zoro ở trên thuyền, nếu không nhanh chóng hỗ trợ cho Zoro chúng ta sẽ mất phương tiện chạy trốn. Lilith nghe xong liền đồng ý cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn phải đánh nhau mà thôi. Bên kia nhóm Luffy đã mất dấu của Bonnie nên họ chạy tới chỗ của Nami để tập hợp với mọi người. Luffy khi gặp lại đồng đội thì cảm thấy rất vui muốn kể chuyện cho mọi người nghe mình gặp một con robot. Nhưng không ngờ ở đây mọi người đã biết Luffy cho Vegapunk đi cùng còn đánh nhau với Lucy, nghe xong làm ông lù buồn hết cả hứng, nhưng Nami nói phải rời khỏi đây ngay thì Luffy buồn hơn nữa tới chưa nóng cái đít đã rời đi. Cậu đã đánh nhau với Lucy rồi đúng không? Hắn sẽ sớm tới đây chúng ta phải đi ngay. Lúc này Luffy chợt nhớ và hỏi mọi người thấy Bonnie đâu không? Cô ta đang tìm Vegapunk để xử lý. Robin lúc này mới nhận ra Vega đã rời đi từ lúc nào. Mong rằng ông ta không bị Bonnie xử lý, đúng như thế ngoài hành lang ông ta đang bị Bonnie cầm gậy rượt đánh. Vega nói khoan đã Bonnie, chúng ta đang vội lắm ta sẽ giải thích sau, nhưng lúc này Bonnie lại không muốn nghe lời giải thích của Vega ông hãy biến cha tôi trở lại như cũ ngay. Vega nói không xin lỗi tôi không thể nhưng mà có lý do trong chuyện đó. Khi Vega bị đuổi vào một căn phòng kín hết đường chạy, trong lúc nguy cấp thì Vega bật lực đẩy giày rơm để thoát thân. Vega băng lộn nhào cấm đầu xuống cầu thang nhiều vòng hên mà không gặp Kuna. Để thoát khỏi sự bám đuổi Vega băng xuống phòng thí nghiệm của mình, ông cho rằng dù cho thế giới này không công nhận Bonnie nhưng con đã được sinh ra trong thế giới này. Ta chắc chắn rằng đây chính là một bước tiến tới hòa bình thế giới. Bên kia sau khi mất dấu Vega băng Bonnie đã nằm khóc lóc thảm thiết. Bonnie khóc nói mình không đứng dậy được nên Vega băng khốt hoảng chạy ra gọi người giúp. Nhưng khi Vega băng đi tới gần thì bất ngờ mắt Bonnie liền sáng. Bonnie hóa to cơ thể dùng gậy đánh Vegapunk may mà ông ta đã né kịp không thì bể não. Úi giời ơi cứu ông già này với nhưng cuối cùng Bonnie đã nhảy lên đánh vào người Vegapunk làm những ngôi sao lấp lánh rơi ra. Thì ra đó chính là số tuổi của Vegapunk nên ông ta đã bị biến hình một đứa con nít. Lúc này Vegapunk đã trở thành một đứa trẻ yếu đuối nên liền kêu Bonnie trả lại tuổi cho mình. Bonnie tóm ông ta lên và nói không cần phải lo năng lực của tôi không có tác động vĩnh viễn lên sinh vật sống. Ông hãy nói lý do vì sao lại làm như vậy với cha tôi. Vegapunk liền giải thích nếu ta cho con biết thì con sẽ rất buồn. Bên kia tại xích tuyến Kuma đang bắt đầu trèo lên bức tường dưới sự chứng kiến của những người dân. Vegapunk nói nếu ta cho cháu biết lý do chỉ làm cháu tổn thương mà thôi. Bởi vì ta đã hứa với Kuma sẽ không cho cháu biết bất kỳ điều gì. Bonnie thì rất tức giận đừng có rửa trò với tôi ông tưởng tôi ngu hay sao. Vegapunk lúc này cầu xin Bonnie hãy tha cho mình bởi vì chính Kuma đã tự nguyện từ bỏ nhân tính. Ông nói dối cha tôi sẽ không bỏ mặc tôi mà đi tự sát ông đã giết ông ấy. Bên kia lính hải quân đang bắn đạn pháo để ngăn Kuma leo lên trên. Kuma là một người đáng kính trọng một bằng hữu đáng ca ngợi nên ta không thể nói bất kỳ điều gì. Bonnie tức giận ném Vegapunk xuống đất khiến ông ta khóc thét vì Bonnie đang hành hạ trẻ em. Bất ngờ căn phòng phát ra tiếng kêu Bonnie liền đi về phía đó. Vegapunk liền ngăn cản cái đó chả liên quan gì tới Kuma cả. Nhưng khi Bonnie đi tới thấy bàn chân gấu thì nói làm gì có chuyện không liên quan. Bonnie liền mở khóa cửa nhưng không được nên đã phá hủy nó, cánh cửa bắt đầu mở ra làm cho Bonnie rất sừng sốt khi có một bàn chân gấu màu đỏ rất lớn ở nơi đây. Trước hình ảnh này bao kỷ niệm của cha hiện về trong tâm trí Bonnie, lúc này tại một vùng biển ở Tân Thế Giới trên một con thuyền của Kit và trai, họ đã phát hiện một con cá màu đen to lớn hơn bình thường đang nhảy lên ở trước mũi thuyền. Kyler xem bản đồ xong liền gọi Kit dậy vì bọn họ đã sắp tới đất liền, Kyler hỏi Kit có nên đi thám thính trước không? Kit nói đương nhiên rồi có bao giờ chúng ta bỏ qua việc thám hiểm một hòn đảo không? Và nơi bọn họ muốn tới đó chính là quê hương của những người khổng lồ eo bà. Còn bên chỗ của hải quân G-14 Dolly đang gọi cho Gáp và trách móc ông ta là một kẻ chuyên gây rắc rối. Nghe Gáp cười vui vẻ Dolly nói đây không phải là chuyện đùa đâu. Ông muốn mở một cuộc tấn công vào một tứ hoàng ông đã thông báo cho tổng bộ chưa? Gáp cho rằng đây là chuyện nhỏ không cần phải thông báo. Gáp cười và nói không sao đâu đừng bận tâm về chuyện đó tóm lại tôi đã tới rồi thì ra gáp đã tới G14 ông ta gọi heo Meppo đi ra ngoài và trình bày việc bị hải tặc tấn công. Bên trong heo Meppo nghe thấy tiếng gáp thì mừng như gặp lại ông nội. Kobe đã bị dâu đen bắt rồi mà cháu không thể làm được gì để giúp cậu ấy. Gáp nói đừng có khóc lóc nữa khó coi lắm cứ lên thuyền đi. Chúng ta sẽ tới hạ trí Nosu đánh cho bọn cướp biển đó đái ể ra quần và giải cứu đại tá Kobe. Nghe xong thì heo Meppo xem gáp như một vị thần chuyên gánh tạ. Tiếp tới tập 1104. Bên kia Vegapunk nhớ lại khi Kuma đến gặp mình tại căn phòng này. Một nhà khoa học từ biển Tây đã cho tôi biết rằng khi một con người chết đi khối lượng người đó giảm mất 21 gram. Và khối lượng mất đi đó chính là linh hồn điều đó chứng tỏ rằng linh hồn tồn tại thật sự. Vegapunk nói năng lượng của Kuma vật chất hóa những thứ vô hình. Anh biến các thần kinh ngoại biên thành sóng âm và truyền chúng đi và nó có thể tác động lên người khác. Còn các hình ảnh thần kinh thì sao như hình ảnh hay ký ức đó cũng là các tín hiệu thần kinh. Trọng lượng của chúng thế nào chúng nặng bao nhiêu, Kuma nói vậy là ông muốn tôi đẩy ký ức ra à ông muốn khiến tôi xấu hổ sao. Vegapunk chắp tay cầu xin Kuma hãy giúp mình. Khoa học sẽ tiến thêm một bước nữa tôi hứa sẽ không để ai xem đâu. Dù cho Kuma không đồng ý nhưng Vegapunk đã cố gắng năn nỉ. Lúc này bên ngoài hiện thực Vegapunk hét lên khi Bonnie định chạm vào. Đừng động vào thứ đó đó là nỗi đau đớn cháu biết được năng lực của Kuma rồi mà nó đủ để giết chết cháu đấy. Còn Bonnie thì cho rằng nó không phải đó là thứ khác. Bên kia lính hải quân đang ra sức bắn đạn pháo về phía của Kuma ngăn cản ông ta tới Mary do làm Kuma bắt đầu rơi xuống. Khi Kuma rơi xuống đám lính hải quân đã lao tới muốn bắn hạ Kuma bởi vì ông ta vẫn còn sống. Lúc này Kuma đã đứng dậy và bắt đầu sử dụng năng lực của mình nên toàn bộ người dân xung quanh phải sơ tán. Bên trong Bonnie hỏi Vegapunk bàn chân gấu to kia là ký ức của cha mình đúng không? Còn bên phòng thí nghiệm thì Nami hoảng hốt khi thấy Lucy đã bay lên tới trên này. Saka không một nói xin lỗi vì hệ thống gặp trục trặc. Usopp nói may quá vẫn có Zoro ở đó cậu ấy sẽ không thua đâu. Saka nói là hai đánh ba còn tùy xem họ chiến đấu ra sao nhìn kỹ xem họ có thể đang ở thế bất lợi. Bên dưới phòng thí nghiệm các Seraphim cũng đã tới nơi, và giờ là hai đấu với bảy những Seraphim tinh anh nhất. Usopp bên trong tức giận chửi thề mẹ kiếp chúng tranh thủ gọi Seraphim lên khi rào chắn bị lỗi. Saka không một nói không chúng không lên theo mệnh lệnh của CP không đâu. Tùy vào tình hình khác nhau các Seraphim được trang bị vài năng lực tự quyết, chúng tính toán thời gian vòng cực hoạt động trở lại. Bên kia Lucy cũng rất bất ngờ nói ta thậm chí còn không ra lệnh cho bọn Seraphim lên đây, giờ chúng không thể xuống lại được nữa vì vòng cực đã đóng lại rồi. Saka nói tiếp điều này cũng bất ngờ với CP không vì chúng ta ở cấp chỉ huy cao hơn, ở tầng này ta có thể ra lệnh cho các Seraphim về phía mình. Băng không ba nói đó là nếu ta ra lệnh được gấp lắm rồi tôi đi ngay đây. Lilith cũng chạy đi và nói hai người có thẩm quyền sẽ tốt hơn tôi sẽ đi nữa. Saka nói ta trông cậy vào hai ngươi đấy Lilith Edison. Phía xa Lilith liền quát lên im đi ngươi không phải là sếp của ta. Còn Sanji thì cười thầm chẳng lẽ ngươi toi trước khi thấy được One Piece sao đầu tảo. Nami liền quát lên cậu cũng đi luôn đi chứ cả băng đang gặp nguy hiểm kìa. Sanji liền nói phim Sanji tuân lệnh nhưng tại sao tôi phải cứu hắn. Frankie phía sau nói đừng giận tình hình đang cắp bách. Ở bên dưới Brock hỏi Zoro bộ dạng đó của hắn là sao vậy. Zoro nói chắc là tên hưu cao cổ đó mà trong có chút khác lúc trước nhưng có thế nào thì bị chém vẫn nằm vật ra cả thôi. Bên kia Kaku đã biến thành dạng hưu cao cổ nói đó là nếu như mà ngươi chém được ta, Zoro liền nói Brock bảo vệ thuyền Sunny sau đó lao tới ngăn chặn chiếc cổ dài của Kaku. Lúc này Kaku cũng có những vòng mây đen giống như Lucy đã thức tỉnh. Zoro nói ở Wano ta đã đánh đủ các loại sinh vật dị dạng tới phát chán rồi. Trong lúc Kaku và Zoro đánh nhau thì bên kia Lucy ra lệnh cho các Seraphim phá hủy phòng thí nghiệm trước khi Vegapunk xuất hiện. Bên trong Nami và Usopp khóc khét khi biết tin chúng sẽ phá hủy phòng thí nghiệm. Những Seraphim bắt đầu sử dụng năng lực của mình đồng loạt tấn công phá nát phòng thí nghiệm làm cho bên trong phát nổ. Stussy bên ngoài nói này từ từ chứ ta hãy hoàn thành nhiệm vụ theo cách này đi. Bất ngờ Stussy cắn vào cổ của Kaku khiến Kaku không kịp trở tay. Kaku đã ngã xuống bất tĩnh trước sự bất ngờ của Lucy. Điều này khiến Lucy ngơ ngác ngỡ ngàng Stussy cô đang làm gì đấy. Stussy đáp làm gì đấy à, tôi cho anh ta ngủ một giấc thôi, Lucy anh cũng làm một giấc chứ. Thì ra thân phận của Stussy chính là thành viên băng hải tặc Rock bản sao của Miss Buckingham Stussy, bản sao thí nghiệm thành công số 1 của Mas Stussy nụ cười bí ẩn. Thế là tập 1103 đến 1104 đã hết hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật hàng tuần trên kênh của mình. Các bạn nhớ like và ủng hộ mình nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn.